Xin chào các khán giả thân yêu của Sống An Lạc. Lời đầu tiên, thay mặt những người làm chương trình, xin kính chúc quý vị mạnh khỏe, hạnh phúc và trường thọ. Thưa quý vị, xưa kia, danh y Hải Thượng Lãn Ông gọi cây đinh lăng là nhân sâm của người nghèo, bởi trong dân gian, cây đinh lăng rất dễ trồng, dễ tìm thấy ở bất kỳ đâu. Tuy chỉ là một loại cây bình thường, nhưng đinh lăng lại có nhiều tác dụng chữa bệnh cực tốt, được hàng loạt công trình nghiên cứu chứng minh. Với những tác dụng tuyệt vời mà loại cây này mang lại, hiện nay, rất nhiều người đổ xô đi mua về sử dụng mà không biết rằng nếu dùng sai cách có thể dẫn đến những tác hại ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, thậm chí là gây đột tử. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi sẽ chỉ ra cho quý vị những tác hại nguy hiểm của cây đinh lăng, giúp quý vị thận trọng hơn khi sử dụng loại cây này làm thuốc, chữa bệnh hay bồi bổ sức khỏe. Mời quý vị cùng theo dõi! Thưa quý vị, cây đinh lăng là cây thảo dược tốt cho cả sức khỏe của nam giới và nữ giới. Toàn bộ cây có thể dùng để nấu nước uống. Phụ nữ sau sinh uống nước lá đinh lăng giúp lợi sữa. Nam giới dùng rượu ngâm củ đinh lăng giúp tráng dương bổ thận. Tuy nhiên, nếu không nắm rõ đặc tính sinh học, sử dụng không hợp lý có thể gây ra những tác hại không nhỏ đối với sức khỏe. Sau đây sẽ là những tác dụng phụ nguy hiểm của cây đinh lăng. Theo đông y, tất cả bộ phận cây đinh lăng đều dùng được. Nhưng mỗi một đoạn, mỗi một bộ phận sẽ có cách sử dụng khác nhau. Ví dụ, lá đinh lăng là phải phơi khô, xoa vàng hạ thổ, làm gối nằm để trị chứng đau đầu, mồ hôi trộm và tăng cường trí nhớ. Phần thân đinh lăng có thể băm ra, xoa vàng hạ thổ để sắc nước uống. Theo một kinh nghiệm của một số người chơi thảo dược cho biết, bắt buộc phải xoa vàng để dược tính bên trong biến chuyển mới có thể dùng được. Củ đinh lăng chia làm hai phần, phần nổi lên bên trên lớn hơn phần chìm dưới đất một chút. Phần bên trên là phần hóa gỗ, hiện nay đang được nhiều người tìm tòi, đục đẽo, uốn lượn thành hình thù đẹp mắt, còn gọi là đinh lăng điêu khắc. Thực tế có rất nhiều người chưa hiểu, mua bình rượu đinh lăng điêu khắc đó về để trưng bày và sử dụng, nhưng không biết tác hại của nó như thế nào. Và một người bạn của tôi chính là nạn nhân. Đó là một lần bạn tôi đến nhà người quen chơi, uống một loại rượu thảo dược, sau đó thấy trong người cứ hồi hộp, bồn chồn, nao nao, tim đập nhanh, hơi đau nhói. Hỏi ra mới biết đó là rượu ngâm đinh lăng. Sau đó bạn tôi về tìm hiểu mới biết lý do tại sao. Nó giống như cây ba kích vậy, khi ngâm rượu mà không bỏ phần lõi, chỉ dùng phần thịt thì sẽ gây độc, nhưng ba kích nhẹ hơn, nó từ từ và không gây hại trong thời gian ngắn. Trong khi đinh lăng có tác dụng cực nhanh, nếu sử dụng không đúng cách hoặc uống rượu không chuẩn thì có thể gây ra những hiện tượng trên. Khi đó nên dừng lại ngay, không nên dùng tiếp. Giải thích về tác hại của cây đinh lăng. Hiện tượng uống rượu đinh lăng thấy có những biểu hiện khó chịu, khác thường, được giải thích là trong rễ đinh lăng có thành phần saponin giống như nhân sâm. Loại saponin này có khả năng tán huyết, đánh vỡ các hồng cầu, cho nên cần uống với liều lượng vừa đủ và tìm hiểu kỹ cách chế biến. Ngoài ra, trong cây đinh lăng còn chứa alkaloid, một hợp chất có tác dụng gây hoa mắt, chóng mặt. Nếu dùng ở liều cao, có thể gây say thuốc, tạo cảm giác mệt mỏi, nôn mửa và tiêu chảy. Đinh lăng càng lâu năm thì dược tính càng mạnh, sử dụng càng cần phải thận trọng. Ngoài ra, một số đối tượng không nên dùng đinh lăng như là phụ nữ đang mang thai, người bị bệnh gan và những người đang bị bệnh khác sử dụng thì cần tham khảo ý kiến của bác sĩ. Cách uống lá đinh lăng tốt nhất. Cách sử dụng lá đinh lăng rất đa dạng, tuy nhiên chúng được sử dụng chủ yếu làm trà để giải độc. Đặc biệt, phụ nữ sau sinh sử dụng rất tốt. Cụ thể, cách dùng lá cây đinh lăng như sau. Cách thứ nhất, dùng lá đinh lăng khô pha trà hoặc nấu nước uống. Tốt nhất bạn nên sử dụng lá của cây đinh lăng ở dạng khô để pha trà, như vậy vừa đạt hiệu quả cao mà còn dễ dàng bảo quản. Đầu tiên bạn hãy lựa chọn những lá đinh lăng tươi, đem rửa sạch, sau đó xoa vàng hoặc phơi khô dưới ánh nắng mặt trời. Mỗi khi pha trà chỉ cần lấy một nắm vừa đủ, hãm với nước sôi là được. Thay vì hãm trà bằng ấm thì bạn có thể hãm trà vào tích, đổ nước sôi vào, hãm khoảng 15 phút là có thể uống cả ngày. Để gia tăng hiệu quả, một số người còn xoa vàng hạ thổ hoặc bổ sung một số loại lá khác. Cách thứ hai, dùng lá đinh lăng tươi để pha trà uống. Nếu nhà bạn trồng đinh lăng hoặc có điều kiện mua thì nên dùng lá đinh lăng tươi pha trà là tốt nhất. Cách thực hiện cũng khá đơn giản, chỉ cần rửa sạch lá cho vào ấm đun. Lưu ý là bạn nên lựa chọn lá già một chút thì sẽ chứa nhiều dưỡng chất hơn. Như vậy, việc chữa tắc tia sữa bằng lá đinh lăng thật sự có hiệu quả nếu mẹ biết cách sử dụng đúng. Để đạt hiệu quả như mong muốn, ngoài sử dụng lá đinh lăng, mẹ cũng cần kết hợp với một chế độ ăn uống, nghỉ ngơi hợp lý. Thưa quý vị, bất kỳ một bài thuốc nào khi chúng ta không sử dụng đúng cách, đúng liều lượng đều trở thành con dao hai lưỡi gây hại cho sức khỏe và cây đinh lăng cũng không ngoại lệ. Vì vậy, chúng tôi hy vọng với những thông tin mà chúng tôi mang đến ở phần đầu chương trình sẽ giúp quý vị có cách sử dụng cây đinh lăng chữa bệnh đúng cách nhất. Quý vị thân mến, từ lâu cây đinh lăng được không ít người biết đến với nhiều lợi ích.
Đặc biệt, nó còn là một loại thảo dược có tác dụng nâng cao sức khỏe và chữa được nhiều căn bệnh khác nhau. Vậy cụ thể cây đinh lăng chữa trị được những bệnh nào? Cùng tìm hiểu trong phần cuối của chương trình quý vị nhé! Mặc dù nhiều người vẫn sử dụng lá đinh lăng để làm gia vị, thế nhưng những tác dụng của lá đinh lăng trong chữa bệnh sau đây mới giúp bạn có thể khỏe mạnh hơn. Công dụng thứ nhất, chữa thiếu máu. Ngoài lá đinh lăng tươi, bạn hoàn toàn có thể sử dụng lá đinh lăng khô để điều trị chứng thiếu máu. Sử dụng kết hợp với hà thủ ô, lục địa, hoàng tinh để sắc thuốc uống sẽ giúp bổ máu, tăng cường khí huyết. Công dụng thứ hai, chữa trị bệnh gút và đau lưng hiệu quả. Có thể sử dụng lá đinh lăng kết hợp với một số vị thuốc như là cúc tần, cam thảo dây, cây xấu hổ để điều trị hiệu quả chứng đau lưng và xua tan bệnh gút. Hãy sắc nước uống lá đinh lăng và các vị thuốc này chia thành 2 lần uống mỗi ngày để mang lại hiệu quả điều trị. Công dụng thứ ba, trị chứng mất ngủ. Đây là tác dụng của lá đinh lăng hiện nay được khá nhiều người quan tâm và sử dụng thường xuyên. Lá đinh lăng 24g, tang diệp 24g, lá vông 20g, tâm sen 12g, liên nhục 16g, tất cả kết hợp mang đi sắc với 400ml nước để uống. Chia thành 2 lần, uống mỗi ngày sau ăn sẽ giúp chữa chứng mất ngủ kinh niên và bồi bổ cho sức khỏe. Công dụng thứ tư, chữa cao huyết áp. Các hoạt chất bên trong nước lá đinh lăng có tác dụng giúp giảm đau và thư giãn. Do vậy mà người bị cao huyết áp dạng nhẹ có thể sử dụng nước lá để uống sẽ giúp tình trạng huyết áp cao được giảm đáng kể. Tuy nhiên, không nên lạm dụng để uống trong một thời gian dài vì lá đinh lăng còn chứa chất saponin có tác dụng làm tan máu. Công dụng thứ năm, lợi sữa cho bà bầu. Những hoạt chất và vitamin lẫn axit amin có trong nước lá đinh lăng tươi hoàn toàn có thể giúp lợi sữa cho bà bầu trước hoặc sau sinh. Ngoài ra, nó còn bồi bổ sức khỏe cho các chị em mới sinh xong do cơ địa lúc đó còn đang rất yếu. Bạn có thể nấu canh cá rồi cho lá đinh lăng vào ăn kèm khi còn nóng sẽ rất bổ dưỡng cho sức khỏe. Công dụng thứ 6, trị chứng tắc tia sữa và đau nhức vú sau sinh. Tình trạng tắc tia sữa xảy ra vô cùng phổ biến ở các bà mẹ sau sinh. Việc uống nước lá đinh lăng sẽ giúp giảm đáng kể tình trạng này. Bạn hãy thực hiện như sau. 200g lá đinh lăng tươi rửa sạch, hãm trực tiếp với nửa lít nước sôi để lấy nước uống. Khi bạn muốn tận dụng tiếp thì bạn có thể đổ thêm nước vào đun sôi để sử dụng. Tuy nhiên, không nên tận dụng nhiều lần vì lá đã mất đi nhiều tác dụng khi đun sôi. Công dụng thứ 7, trị mụn và làm đẹp. Đây là tác dụng của lá đinh lăng được nhiều chị em tin dùng nhất. Trong lá đinh lăng tươi có chứa hoạt chất chống viêm và diệt khuẩn. Từ đó sẽ giúp làn da của các chị em không bị mụn nhọt, mẩn ngứa và ngăn chặn các triệu chứng có thể xảy ra. Ngoài ra, các vitamin trong lá đinh lăng sẽ giúp làn da trở nên trắng sáng và mịn màng hơn. Công dụng thứ 8, giúp chữa lành vết thương. Đem giã nát lá đinh lăng để bôi bên ngoài vết thương sẽ khiến vết thương nhanh khép miệng và ngưng chảy máu. Đây là cách chữa phổ biến thời xưa mà ông bà ta vẫn thường hay sử dụng. Công dụng thứ 9, trị ho, đau tức ngực. Bạn có thể sử dụng 30g rễ cây đinh lăng cùng với cành lá, thêm vào 10g vỏ cam, quýt, chanh mỗi loại, 20g lá tre tươi, 30g rau má, 30g cam thảo dây, 20g rễ lá sai hồ. Tất cả đem sắc thành thuốc, uống sẽ có công dụng trị ho và đau tức ngực hiệu quả. Công dụng thứ 10, ổn định hệ tiêu hóa. Tác dụng của lá đinh lăng giúp ổn định hệ tiêu hóa cho những người bị rối loạn tiêu hóa. Chỉ cần một nắm lá đinh lăng sắc lấy nước uống sẽ giúp điều trị hiệu quả những chứng bệnh về dạ dày. Công dụng thứ 11, chữa rối loạn kinh nguyệt, đau tử cung. Nước lá đinh lăng giúp ổn định khí huyết, bổ dưỡng dành cho chị em phụ nữ bị rối loạn kinh nguyệt hoặc đau tử cung. Ngoài ra, nó còn giúp tăng cường sức đề kháng, giảm tối thiểu những cơn đau ở vùng bụng cho những chị em sau sinh. Công dụng thứ 12, bồi bổ sức khỏe cho người mới ốm dậy. Như đã nói ở trên, các hoạt chất và vitamin có trong nước lá đinh lăng sẽ giúp người mới ốm dậy nhanh chóng hồi phục và khỏe mạnh trở lại. Tuy vậy, không được lạm dụng để uống thay cho nước lọc thông thường vì có thể gây phản tác dụng. Công dụng cuối cùng, chữa nhức mỏi chân tay. Những vitamin nhóm B có trong nước lá đinh lăng sẽ giúp cơ thể giảm nhức mỏi chân tay, hồi phục cơ thể rất tốt. Có thể tăng thêm hiệu quả nếu như bạn sử dụng rễ lá đinh lăng để sắc thuốc uống. Cách bảo quản nước lá đinh lăng đúng nhất. Thông thường, lá đinh lăng sẽ được phơi khô để bảo quản được dễ dàng và tốt nhất. Do đó mà nước lá đinh lăng sau khi sắc sẽ để được lâu hơn so với lá tươi. Bảo quản lá đinh lăng trong chai thủy tinh kín để sau này mang ra sắc nước uống sẽ không làm bay mất dưỡng chất trong lá. Không để nước lá đinh lăng ở môi trường bên ngoài, nhất là qua đêm ở nhiệt độ phòng.
tốt nhất nên bảo quản trong chai thủy tinh và để ở ngăn mát tủ lạnh. Không nên bảo quản nước lá đinh lăng quá lâu, tối đa chỉ nên từ 2 tới 3 ngày trong điều kiện phù hợp. Lưu ý khi sử dụng cây đinh lăng. Không được dùng rễ đinh lăng với liều cao vì sẽ bị say thuốc và xuất hiện cảm giác mệt mỏi, nôn mửa, tiêu chảy. Đặc biệt khi sử dụng rễ đinh lăng phải dùng những cây đã có từ 3 tới 5 tuổi trở lên. Người bị bệnh gan không nên sử dụng cây đinh lăng. Phụ nữ mang thai cũng không nên sử dụng. Người bệnh khi sử dụng cây đinh lăng cần hỏi ý kiến của thầy thuốc. Quý vị thân mến, hy vọng qua 15 phút của chương trình ngày hôm nay, quý vị sẽ hiểu hơn về những tác dụng cũng như tác hại của cây đinh lăng để từ đó có cách sử dụng đúng cách nhất để nâng cao sức khỏe cho mình và người thân. Chúc quý vị thành công với loại thần dược này. Xin chào và hẹn gặp lại!